Mùa hè này, một cuộc chạm trán gạt thở giữa hai đối thủ chiến binh ông hùng mạnh tại đấu trường ngoại hạng, ông Mật Hà Nội và ông Nghệ Vàng Đồng Tháp. Kiên trì, bền bỉ, quyết thắng. Chúng tôi sẽ là một đội quyết chiến, làm hết sức, chiến hết mình. Gắn kết, sẻ chia, ô thế. Ông kể. Chăm chỉ, kiên trì, thành công, thắng tiến ta đi, ô thế. MDT Đồng Tháp số 2, không ai là số 1. Sau cuộc tranh đấu, cả hai đội được đánh giá đang ở phong độ cao, hứa hẹn mang đến kết quả bất ngờ. Về vị thế thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đang có một vị thế tốt so với đối thủ, khi chúng tôi là văn phòng lâu đời nhất Hà Nội. Chúng tôi có truyền thống MDT lâu năm, nhiều kinh nghiệm và đã tạo nên rất nhiều đại sứ MDT cho công ty IA Việt Nam. Đó là của chúng ta rất là khỏe, nhưng chúng ta cũng không như thế. Tôi chào là đội trưởng Công Việt Nam và các thành viên tôi đại MDT. Một chiến lược thông minh của các tướng lĩnh sẽ giúp xoay chuyển tình thế. Họ đã làm gì? Tôi đang tận dụng lợi thế đó là gồm có rất nhiều các MDT lâu năm, nhiều kinh nghiệm và họ đang dẫn dắt, dìu dắt các MDT trẻ trung, năng động, và chúng tôi đang tạo nên một tập thể vững mạnh. Đó là kết hợp gồm có cả kinh nghiệm và sức trẻ. Yếu tố quan trọng nhất để tôi trở thành MDT đó là luôn đồng hành và cam kết gắn bó với khách hàng, với chính công việc của mình. Để giành lấy chiến thắng, hãy cố gắng không ngừng nghỉ vì mục tiêu MDRT đang rất gần. Hãy cùng chờ đón sự bùng nổ của chúng tôi. Tôi là MD Đồng Tháp, quyết tâm chiến thắng Hà Nội, chiến thắng, chiến thắng. Tôi là TNT, Đồng Tháp là số 1. Đồng Tháp, quyết tâm, chiến thắng, chiến thắng. Đối thủ càng mạnh, chiến thắng càng vẻ vang. Trong cuộc chiến cân tài cân sức này, đội ông Mật hay ông Nghệ Vàng sẽ giành chiến thắng. Hãy cùng chờ xem.